Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem cái video mình cho con lươn bột của mình ăn thức ăn công nghiệp của cả nhà. Hôm nay cho quay cho các bạn coi xem cái nhà mình cho thức ăn công nghiệp nha. Thấy bà thấy cho ăn thức ăn công nghiệp, bà thấy lươn nhỉ nhỉ nhiều không? Đây, cái hồ mình hiện tại là cũng khoảng là 3-5 ngàn con, rất là nhiều luôn. Hiện tại là nó bu lên, nó vu lên, nó thở, nó ngồi, nó ngớp vậy, nó kiếm thức ăn nó cả nhà.